Chiều hôm qua, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ công bố ra quyết định điều động bổ nhiệm chức danh Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Thanh Bình, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Tư pháp và đại diện các sở ngành liên quan. Theo quy định của Tổng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, ông Vũ Đức Hải sinh năm 1964, người từng có 10 năm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, gần 5 năm làm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, được điều động bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Theo lệnh của lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh tổ chức lễ công bố ra quyết định điều động bổ nhiệm ông Vũ Đức Hải, chấp hành viên cao cấp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2021. Nhận quyết định điều động bổ nhiệm, tân Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo Tổng Cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp và lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đồng thời hứa sẽ cố gắng hết sức thực hiện các nhiệm vụ được giao.